Hôm nay Phước Sửu sẽ tư vấn cho quý anh chị lý do tại sao nên chọn mua shop house của dự án Sky Guy Nhà Bè. Thì như quý anh chị nhìn thấy thì shop house này tọa lạc tại một cung đường khá đẹp là cung đường Nguyễn Hữu Thọ. Có một cái điều đặc biệt nữa là chủ đầu tư đã dành ra một con đường hơn 10 mét và có một vỉa hè khá rộng luôn để cho quý anh chị có thể là dừng xe, đổ xe, đi bộ, mua sắm tiện ích của những cái căn shop house này nhé. Như mọi người nhìn thấy thì căn shop house với chiều ngang là ngang 7, dài 18 và được thiết kế gồm một trệt, 3 lầu và một sân thượng áp mái ở trên nha, nha quý anh chị, rất là đẹp luôn. Và như quý anh chị đang nhìn thấy thì cái shop house này á có một cái lối ra vào chỗ cầu thang bộ đi thẳng lên trên luôn. Từ cái chỗ cầu thang bộ đi lên trên này thì mình có thể ngăn riêng phòng, và ở đây thì mình có thể là cho thuê ở dưới và không cứ gọi là đi chung với chủ ha, nên rất là tiện lợi. Ở đây thì shop house rất là nhiều người, nhiều khách hàng có trao đổi là ở shop house này thì có được cấp sổ hồng và sở hữu vịnh biển hay không. Thì câu trả lời ở đây là có nha. Chủ đầu tư GF là một cái chủ đầu tư khá lớn ở thị trường tại Việt Nam, bất động sản tại Việt Nam, và là một chủ đầu tư đứng số 1 của Hàn Quốc. Và đối với chủ đầu tư này thì có nhiều cái sản phẩm mà bất động sản lớn tại Việt Nam, và trong đó có cái khu đô thị này là khu đô thị GS Metro City này, đến 350 hecta. Thì trước mặt quý anh chị đó là dự án phân khu đầu tiên là dự án Zai River County One, thì tung ra khoảng 66 căn shop house như thế này quý anh chị. Có 66 căn shop house mặt tiền Nguyễn Hữu Thọ và 350 hecta này, nhưng mà chỉ có 66 căn là thấp tầng là shop house. Nên đây là một cái gọi là yếu tố thứ hai mà quý anh chị chọn lựa shop house của GS là một cái cơ hội đầu tư ha. Và yếu tố thứ ba mà Phước Sửu khi nãy có nói với quý anh chị là một có pháp lý sổ hồng và sở hữu vĩnh viễn. Và yếu tố thứ tư là đối với dự án này thì được ngân hàng BIDV là bảo lãnh và ngân hàng Vietcombank đồng tài trợ cho vay. Thì ở đây sẽ có một cái mức là lãi suất đặc biệt cho những cái căn shop house này. Và ở đây thì Vietcombank BIDV thì cho vay lên đến 70% giá trị của căn shop house luôn. Ở đây thì có một, hiện tại thì có khoảng 5 căn shop house đã vào ở và có khoảng 5 căn shop house đang đưa vào hoàn thiện, mới bàn giao vào khoảng đầu năm, nhưng mà cũng khá nhiều căn shop house đưa vào hoàn thiện. Rồi yếu tố thứ năm mà Phước Sửu muốn phân tích đến quý anh chị đó là về cái vị trí. Như mọi người nhìn thấy là cái vị trí của shop house này mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ và giao nhau với đường Phạm Hữu Lầu. Thì từ cái Nguyễn Hữu Thọ này mình đi về quận 7 hoặc là trung tâm Phúc Duy Hưng tầm khoảng hơn 2 cây số. Và nếu mà mình đi theo cái dọc theo cái hướng là Phạm Hữu Lầu đi theo hướng về phường Phú Mỹ thì đi tới Phúc Duy Hưng chỉ tầm khoảng hơn 1 cây số thôi quý vị ạ. Ở đây kết nối khá thuận tiện. Và một cái kết nối nữa là từ điểm đầu của dự án đến cuối dự án thì khoảng hơn 2 cây số. Thì tại đây quý anh chị biết là có một cái đường vành đai 3, nhưng mấy ngày hôm nay là đang rầm rộ về cả là khởi công xây dựng vành đai 3. Và từ cái vành đai 3 này thì quý anh chị có thể lên cái đường cầu, lên một cây cầu bắc qua biển Cần Giờ. Thì quý anh chị là chỉ cần khoảng di chuyển từ cái đường cao tốc Bến Lức Long Thành này nè, đi qua biển Cần Giờ tầm khoảng hết hơn 10 phút thôi. Và quý anh chị từ cái điểm đó mình có thể là đi miền Trung, miền Tây, hoặc quý anh chị có thể là đi về sân bay Long Thành tầm khoảng hơn 25 phút thôi. Một kết nối khá thuận tiện mà quý anh chị không cần phải di chuyển xa, quý anh chị không cần phải di chuyển về gọi là trung tâm hay là về khu đông để di chuyển về miền Tây, miền Trung nữa, mà từ cái vị trí này thì quý anh chị có thể đi về miền Tây, miền Trung khá dễ dàng. Và một cái tiện ích khá đẳng cấp của những cái căn shop house này, khi quý anh chị sử dụng những sở hữu những cái căn shop house này thì quý anh chị biết rồi đó, ở đây thì có đến 3 club house room. Ở đây thì bảo vệ sẽ 24/24, và từ cái bảo vệ 24/24 và có những cái tiện ích như vậy thì cư dân sẽ kéo về ở khá đông.
khoảng 100 cư dân ở đây thì sẽ sử dụng một clubhouse rất là đặc biệt. Clubhouse này là có hồ bơi, phòng chiếu phim, phòng yoga, phòng gym, BBQ, rồi hệ thống nhà hàng rất là đẹp luôn. Một cái tiện ích rất đặc biệt nữa trong cái khu dân cư là đã hình thành, đó là có một cái trường quốc tế Victoria. Đây, như cả nhà nhìn thấy theo cái tay của Phước Sửu, thì ngay cái khu La Villa bị nay sau thì có một cái trường quốc tế La Victoria. Tháng 9 này đưa vào hoạt động thì có thể học từ cấp 1 đến cấp 3. Nên nó là khu dân cư ở đây khá thuận tiện về di chuyển đi học nè, rồi về mua sắm thì có những cái dãy shop house, và di chuyển lại những cái vùng trung tâm đi về quận 1 rất là thuận tiện. Và sắp tới thì cái đường hầm Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Hữu Thọ sẽ thông những cái đốt cuối cùng và đưa vào hoạt động, thì góp phần là đưa cái lớp shop house của GS Nhà Bè này là một cái tâm điểm mua sắm cực kỳ hấp dẫn cho quý anh chị để đầu tư và mua bán. Và hiện tại cái giỏ hàng của Phước Sửu về những cái căn shop house có khá nhiều luôn quý chị nha, do những quý anh chị này gọi là đang kẹt tiền cần bán gấp nên có một cái mức giá cực kỳ hấp dẫn, giá chỉ dao động tầm khoảng từ 19 đến 20 tỷ một căn shop house với diện tích ngang 7, dài 18 và được thiết kế gồm 1 trệt, 3 lầu, sân thượng và áp mái. Quý anh chị cần thêm thông tin về những căn shop house này, hãy inbox ngay cho Phước Sửu nha. Phước Sửu sẽ cung cấp đầy đủ những cái thông tin để chứ anh chị chọn lựa là một cái cơ hội đầu tư tốt nhất tại Nhà Bè. Xin chào và hẹn gặp lại.